Cá khôi là một loại cá xuất xứ từ Nhật Bản nhưng bây giờ đã rất phổ thông và được yêu chuộng ở khắp thế giới. Hôm nay Tuyết Lê đã đến Laguna Koi Ponds ở thành phố Laguna Beach của Nam Cali để tìm hiểu thêm về loại cá khôi, cách chọn cá khôi và làm sao nuôi nó để nó sống được vui vẻ và lâu dài. Những cá khôi của Laguna Koi Ponds bơi lội trong những hồ tổng cộng chứa đựng 35.000 gallon nước và được đích tay ông chủ Ben Plonski tuyển chọn mỗi năm từ Nhật Bản xa xôi để đem về bán tại Nam Cali. Now I know you go all the way to Japan to select these fish and bring them back here. So tell me about that process. Oh yeah, well that's one of my most fun parts of my business is being able to travel to Japan. Such a wonderful country. The food is so great. The people are so friendly, and there's just so many beautiful koi. Tháng 10 có thể gọi là mùa để thu hoạch cá khôi, và đây là lúc những người mua bán và sưu tầm từ khắp thế giới tụ họp ở Nhật Bản tại núi Ochiya trong những làng nuôi cá. Rice patties mixed together with koi ponds, and it's the time of year when we go to buy the fish is October. It's called harvest season, and all the fish have been in the mud ponds all summer long, growing big and becoming beautiful. And so literally the whole world in a koi community goes to Japan in October to buy the nice big fish. And so it's almost like a big party. Tuy đi viếng thăm vùng núi Ochiya của Nhật Bản là một chuyến công du mà ông Ben Plonski rất trông chờ hàng năm. Nó cũng là một công tác rất mệt nhọc. Khi đến Ochiya, ông phải chọn từ hàng chục ngàn con cá chép khôi để xem coi những con nào đẹp nhất và có giá nhất. Can be quite challenging. There's maybe a couple hundred different breeders, and literally tens of thousands of koi. But in order to pick the few best fish from that, you have to spend a lot of time looking and going from breeder to breeder to find the best value and find the best fish. And it's actually every time I go to Japan, it really wears me out. So even though I'm having a good time, it's a lot of hard work. And but the reward is coming home with so many nice, beautiful, hand-selected koi that my customers just fall in love with. I want to know what defines a good koi, because a koi is a carp, but different from its boring gray cousin, it's very colorful. And they say beauty is in the eye of the beholder, but that's not quite true, is it? There's always a standard that the community thinks defines beauty. What is it for a koi? Là một người không quen thuộc với thú vui nuôi cá khôi, Tuyết Lê thắc mắc là đối với một người yêu thích cá này, thì cá khôi phải có những nét nào thì mới gọi là đẹp. The colorful koi has been mutated over many, a couple hundred years to finally select. Khác với những con cá chép nâu hay xám thông thường, cá chép khôi đã được nhân giống để có được những màu sắc tươi đẹp. Theo ông Ben, từ 100.000 con cá bé, có thể chỉ có một vài trăm con sẽ được chọn để nhân giống. Những màu sắc này đến từ sự biến đổi gen và không có hai con nào sẽ có những kết hợp màu sắc và hình dạng giống nhau. To literally select from possibly 100,000 baby koi to produce maybe only a few hundred beautiful ones. Now, I'm an amateur, so when I look at these koi, I think they're all beautiful. But what is it about the color or the shape that makes them especially valuable to a collector? Well, so getting this refined, ultimate, beautiful fish means purity of color. So the white as snow. The red is a deep... Những màu sắc đậm đà, những đường nét rõ ràng, mặt mũi dễ thương, những thân hình vừa vặn và những vây dài tha thướt đều là những đặc điểm gia tăng giá trị của cá. And then the edge detail where the red color overlaps the white color has to be very sharply defined. Okay, so it's a very clean cut between the colors. There's no bleeding of colors. And it's actually very difficult to get that. Only a very small percentage of fish will be produced like this. And then you have the pattern. So not only are you looking for these beautiful, deep, crisp, clear-cut colors, but the pattern has to be nicely set on the fish so that it's balanced front to back
nose to tail and side to side. We view the koi from above. So you can see in the ponds are down low, so we have to look at their pattern from the top. So that's what we're looking for, not just balanced markings and artistic, round, beautiful shapes, but crisp, clear, deep colors with a good separation. And aside from the color, do the size of the fins or the body shape or the head, or does any of that matter? Oh yeah, it's primarily a fish, so it has to have a nice body shape, big, you know, torpedo-like body shape, very fusiform, not too fat, not too skinny. You know, and the fins, of course, need to be big and beautiful fins. You know, that's the face is so cute on the koi. You have to have the beautiful eyes and a beautiful shaped mouth. When the koi comes to greet you at dinner time, that's what you see is their face. And it's a very human looking face sometimes. So there's definitely a personality to the patterns and the colors as well. But even the way the fish swims, some fish swim kind of fast and jittery, some fish swim very graceful. So again, it's like that beauty pageant. How well does the fish present himself as a whole fish, and how does it swim? Ngay cả hình dáng của cá khi bơi lội, nhanh hay chậm, cọc cằn hay lả lướt, cũng quan trọng theo ông Ben, không khác gì với một cuộc thi hoa hậu. You said you go to the mountains to find these fish, but I know koi don't like cold weather too much. So how does that work out? What do they do in the winter? Yeah, in the winter in Japan, they'll have 10 or 15 feet of snow right out, you know, in the mountains there. They have to bring all the fish indoors into a big greenhouse. Theo ông Ben, vì cá koi không thích trời lạnh, khi tuyết rơi ở Nhật Bản, những con cá này phải được đưa vào nhà kính. Tại Nam Cali, với thời tiết ôn hòa, nhiệt độ chỉ rơi xuống đến khoảng 50 độ trong mùa đông, và cá koi vẫn có thể sống được một cách thoải mái. Then actually that's when they start to experience less than ideal conditions, right? And so like here in our winters here, our water temperature can get down to about 50 degrees, and the koi can still handle that. So Southern California is actually a very prime area for koi because of the temperature. So for our viewers who are lucky enough to live in the sunny SoCal area, which is, you know, in prime conditions for raising koi, how do you get a pond started? Well, you have to be committed. It's not something you just want to jump into, okay? The koi and the pond is a commitment. You know, the koi is an animal that can live 20, 25 years. Cho những người muốn bắt đầu nuôi loại cá xinh đẹp này, ông Ben khuyên rằng họ nên nghiên cứu kỹ càng trước. Cá koi có thể sống khoảng 20-25 năm và có thể lớn khoảng 3 feet, nên hồ tối thiểu phải nên lớn 1.000 gallon và sâu khoảng 3 feet. Koi cũng có thể lớn rất nhanh, nên người nuôi cá nên xây hồ càng rộng thì càng tốt, cũng như dùng một hệ thống lọc nước lớn. Cung cấp đủ oxy cho cá cũng rất quan trọng, bằng cách bơm bọt hay dùng thác nước để tạo oxy. Okay. Do a lot of homework, talk to a lot of experienced people first, find a good koi dealer you can trust, and make it as big as you can the first time. And then you also have oxygen. So oxygen is extremely important, and that's one of the main missing elements, is either in the form of bubbles or a waterfall. So I have some friends who are into salt water tanks, and when we go to a fish store, they are always amazed at the algae. They're like, ooh, purple algae. And to me, algae is dirty stuff that collects at the top of a pond. So tell me more about that. How do you create that system with the algae and all the life in the pond? Yeah, well, algae is part of the deal. So, you know, they can't live in a desert. So the a balanced ecosystem. Hồ cá cũng là một hệ sinh thái bao gồm rong rêu, vi khuẩn và những hoa cỏ thủy sinh. Nếu chúng ta cấu tạo hồ đúng cách thì hệ thống lọc nước sẽ lọc ra số những chất thải và những gì còn lại sẽ được phân hủy bởi vi khuẩn. Những chất thải gì còn dư lại sau đó cũng sẽ được hấp thụ bởi rong rêu trên vách hồ. So those three things, bacteria, algae and plants, if you can use those together in the correct system, you'll have a complete ecosystem. One where the waste that's produced is consumed, decomposed, recycled into nutrients for plants, and then basically left with good, clean conditions for the fish. So it's truly a balanced ecosystem. And your filter system is part of that, okay?
The filter is going to remove a lot of your solid waste. The bacteria is going to break down the dissolved waste, the stuff you can't see, the ammonias, the nitrites, okay? But you're still going to have nitrates and phosphates that are being produced in the system. So your algae that grows on the wall will help. Những hoa cỏ sống được dưới nước như hoa sen cũng sẽ giúp trong quá trình thanh lọc này để tạo ra một hệ sinh thái cân bằng và lành mạnh cho cá. Different beautiful plants, and we may see some later today, that will also consume or finish off that removal of nutrients. So the balance ecosystem is actually about removing and recycling the nutrients. You should be looking at 6 to 8 weeks of an initial cycling period where it's safe for the fish. But literally, in my estimate, is 1 to 2 years. Quá trình tạo ra hệ sinh thái này có thể mất từ 6 cho đến 8 tuần. Nhưng ông Ben nghĩ rằng sau 2 năm thì hệ sinh thái mới thật sự ổn định và cân bằng. But for the beginner who has a lot to learn, even if they do all their research, it might be a trial and error process. So how big should they be buying their koi when they start off? Well, you want to buy them small so you can learn with the, you know, affordable koi. You don't want to start out with anything big and expensive. That's a big risky adventure there. So, you know, our average koi that we sell here is $35. Vì nuôi cá koi là một thú vui cần nhiều học hỏi và kinh nghiệm. Ông Ben khuyên rằng chúng ta đừng nên phí tiền mua những con quá lớn lúc ban đầu. Theo ông, một con cá vừa phải từ 6 cho đến 8 phân thích hợp cho những người mới bắt đầu. Infant, so those little 3-inch, 4-inch size fish, they're not very old, they don't have a lot of strength. So you should really be looking in that more like a 6, 7, 8-inch size fish for starting, okay? So you might even be like in a $50 price range, okay? So be either way, be sure you have the knowledge that it takes even for the babies, okay? Khi vào đây thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái bể cá với những con koi từ nhỏ đến lớn. Con nhỏ nhất thì chỉ có 10 đồng thôi, nhưng mà con mắc nhất thì chắc tí nữa phải hỏi ông chủ coi ông chủ đang giấu ở đâu. Trước khi cho đài Saigon TV xem con cá mắc tiền nhất tại tiệm bán cá Laguna Koi Ponds, chủ tiệm Ben Plonski đã có vớt lên một vài con trị giá từ $600 cho đến $800 và giải thích về những đặc điểm của chúng. Con cá đầu tiên thuộc loại koi có tên là Sankey. Con này dài khoảng 18-19 phân và theo ông Ben, nó quý giá vì màu sắc đậm đà và những dấu vết rõ nét và đều đặn. Con cá này trị giá khoảng $600. We always look for white area on the face, white area across the shoulder and the tail. And then the pattern needs to be artistic. So you have the red pattern, it's balanced from the head to the tail, but with nice white area in between. And then on this one, being a Sankey, has black spots in addition, so it's a three-color fish. And in Japanese, san means three, so that's really why they came up with that name, Sankey. And the black spots are also nicely placed, close in size and deep color. This fish here is about a $600 fish. Còn loại này là Kuchaku, có vảy bóng như giấy bạc. Trong tiếng Nhật, Kuchaku có nghĩa là con công, và khi nhìn những vảy đen trên cá xòe ra từ lưng, chúng ta có thể thấy được có những nét rất giống con công. Còn cá này cũng có những vết màu rất đều đặn và cũng được bán ở khoảng $600. He's got these black scales. It looks like a peacock scales. Oh, that's very neat. And his is a white, beautiful white, shiny face, white fins, white dorsal fins, and the nice even markings on the color makes him right around that $600 price range. Okay. And his fish is maybe only 18 inches, 17, 18 inches. Con cá cuối cùng ông Ben vớt lên rất ngộ. Nó là một con shu sui, một loại koi không có vảy, mà thường chỉ có những vết xám xanh chạy dọc xuống đường lưng, giống như một cái phọc ma tui. Blue, deep red, and then this straight zipper down the back. Mm. Those are all things that are little details that are sometimes not that easy to get. Yeah, I love that little zipper. It's very unique. Đã đến lúc chúng ta được xem những con cá mắc tiền nhất ở tiệm, được bán ở giá $1,500. Fishes here. This is a female from the Yagenji koi farm in Japan, and it's just two simple colors, white
and red. Còn cá này rất đơn giản, chỉ có hai màu trắng và đỏ. Theo ông Ben, trong thế giới cá koi, những con cái như con này thường có giá hơn những con đực vì nó có những thân hình lớn và tròn trịa hơn. Những con cái cũng giữ màu được lâu hơn và càng trưởng thành thì càng đậm đà. Những con đực có thể nổi trội hơn khi còn nhỏ nhưng khi lớn lên lại bị phai màu. But the female colors tend to last longer, so they look better with age than the males. So males tend to look really good when they're small. Females tend to look better as they mature. Just like humans. Just like humans. And so this one's called a kohaku. Okay, it's actually, kohaku is one of the original koi. They say that koi keeping begins and ends with kohaku. And so in Japan, kohaku is one of the most prized types of koi. Kế tiếp là một con cá cũng chỉ có hai màu, trắng và đen. Khi ông Ben mua nó thì nó trắng toát, nhưng vì biết được dòng giống của cá, ông đã đoán trước con cá này sẽ phát triển những vết đen như cha mẹ của nó. Koi. That's a fast one. Những vết đen này đen tuyền và bóng bẩy như tranh sơn mài. Con cuối cùng cũng trắng toát khi còn nhỏ, nhưng dần dần đã phát triển những vết đen. Tuy biết được dòng giống của cá, không có cách nào đoán trước được là những vết màu sẽ xuất hiện ở đâu và theo kiểu nào. Nên theo ông Ben, nuôi cá bao gồm chờ đợi cho nó lớn và hy vọng là nó sẽ phát triển theo ý muốn của mình. A lot of koi keeping or the koi hobby is hoping and challenging your experience with looking at a fish and saying, yeah, I think this one's going to turn out really nice, right? And then you wait and see. Well, it's like raising children. You never know how they're going to turn out. That's true, yeah. Hope for the best. I think a koi turn out better than a lot of kids. Nhưng nếu nuôi cá lớn mà người nuôi thất vọng với hình dạng và màu sắc của cá thì phải làm sao? Theo ông Ben, có những nơi chúng ta có thể mang cá đi bán đấu giá. Tuy Laguna Koi Ponds không mua lại cá, tìm được một người cần mua cho hồ riêng của họ không phải là một điều khó khăn. So quite often you'll see ads in Craigslist or in Penny Saver. So there are ways to find homes for your unwanted fish. We don't bring koi back here to our store. So once they leave, that's it. We can't risk bringing them back here. But it's a little sad to trade in a fish that you work so hard to raise. Well, and even the ugly ones you get attached to. And so a lot of people, they don't want to get rid of their fish, even though they know maybe it's not the best fish. They don't have the heart to part with their fish because, you know, they've had them for 10 years. It's like giving away your dog. Tại một căn nhà tư nhân ở quận Cam, sự chờ đợi kiên nhẫn đã không bị lãng phí. Hồ cá thơ mộng này với thác nước, cây cối và bóng mát là do chính ông Ben Plonski thiết kế và cùng công ty Matrix Rock xây dựng ra. Hồ này sâu 4 feet và có những thành đá cao để những thu dữ không thể bắt đi được cá. Lớn khoảng 4-5.000 gallon, hồ này có dư chỗ để cho 10 con cá koi sống bên trong phát triển và bơi lặn thoải mái. Và đây là một cái hồ cá koi ở một nhà tư nhân mà một người chủ dễ thương đã cho Saigon TV đến để mà quay. So this is a really beautiful pond. It's gigantic, but it's actually in the back of a private home here in Orange County. Yeah. Well, this is actually one of our nicest ponds that we were able to design and help to construct. So we consulted with the homeowners and the contractors to build it the way we knew it would be the best for the koi and for long-term ease of maintenance and the health of the fish. Những cây cối chung quanh tạo ra bóng mát để giới hạn số rong rêu mọc trong hồ. Hồ này đã được xây dựng 3-4 năm về trước và vẫn giữ được một hệ sinh thái quân bình, nước hồ trong suốt và những con cá linh hoạt. Với một hệ thống lọc nước lớn mạnh, hồ cá rất dễ duy trì. And it's wide enough and long enough to give the fish plenty of room for swimming so they can grow and really achieve their full, you know, ability. It's not overstocked with fish. We only have, I think, maybe 10 or so fish. And the pond is actually like 4,000, 5,000 gallons. So it's very, very understocked. And you can see that the water is very crystal clear. And the fish are just happy. They're not
you know, overexcited. They're just natural, happy, and healthy. Very zen-like. Yeah. And so this pond is maybe three, four years old now. And you can see there's a nice coating of algae on the walls. It's not too long. It's only about that long. So we don't really have any algae problems here. We don't have to use a lot of chemicals. Từ sỏi đá đến cây cối, cách ông Ben bố trí những hồ cá này rất thẩm mỹ, nhưng đồng thời rất thực dụng. Chẳng hạn, thác nước tạo ra không khí an nhàn và thanh tịnh, nhưng cũng giúp bơm oxy vào hồ cho cá. Một ví dụ khác là một trong những loại cây ông chọn có khả năng hút nước từ rễ để giúp trừ khử những chất thải trong hồ. So the plants act hydroponically to remove nutrients from the water. And here we've got some lilies. You can see the koi like to eat the lilies. So we had to surround it with a little cage to keep the koi out. That is not koi food. Yeah. So they can eat your plants, so you have to be careful. Yeah. So maintenance, how tough is that? So maintenance is pretty simple. I'll show you the filter system, but basically we'll come in and net out any leaves and debris that fell in the pond just to keep, you know. Công ty Laguna Koi Ponds chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua và vớt đi lá cây hay những rong rêu dư thừa cho chủ nhà. Nếu được thiết kế kỹ càng và đúng cách, hồ cá koi sẽ phát triển theo tự nhiên, ít cần đến bàn tay con người can thiệp. So if it's built correctly, the dirt gets removed or sucked out of the pond, and all the waste goes to the filter, so you don't really have to vacuum or do much to the pond itself if it was built correctly. So the shape of the basin is important. Everything gets funneled out to the bottom drains, which then gets sucked out to the filter. So if you build your koi pond correctly, it pretty much takes care of itself. It can, yeah. As if you did your homework, you could do something like this the first time instead of the third try. And all your fish will be happier for it. Và không phải ai cũng có khả năng để mà xây dựng và duy trì một cái hồ cá koi vĩ đại như vậy. Nhưng ai với một chút nghiên cứu, kiên nhẫn và cố gắng cũng có thể bắt đầu một cái koi pond nhỏ của riêng mình và xem coi sự đam mê này sẽ dẫn mình đi đến đâu.